Welcome to my office. Đây là VIP riêng. Đi vô cổ anh, trời ơi, đeo khí vàng luôn các bạn. Cái này chỉ có bên Mỹ anh Johnny tặng thôi con. Cái răng mình là người sáng tạo ra cái này. Là anh Johnny chuyên về cái răng. Chuyên về răng. Đây, quay qua đây, hướng qua đây, không đây anh. Đó. Có người thợ đang ngồi đây. À. Thấu thủ cách kim cương đúng không ạ? Đó, này là cái xác của anh. Trời ơi, cái sắc có cái tường không? Tường nó dài không? Trời ơi, 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 khoa tính buôn này nè, bằng gái khoa nha, nhớ ha. 15 carat. Nhiều anh. Anh khoái thấy không? Khoái. Đó, trời nhột nhãn luôn à. Đó. Mà nó không có đắt lắm. Nhiều. 280. Trời ơi, 280 ngàn. Mà thôi không đắt lắm. Nó gọi là giá nhẹ nhẹ. Giá nhẹ nhẹ 5 tỷ, 6 tỷ nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ. Giờ coi cho bạn coi, chuẩn bị kè thỉ cho anh Johnny Đặng. Mày ký tên giùm coi. Gọi là giấy tờ đang quan trọng. Đây đây không? Dạ. Ok các bạn, bây giờ là hồi viên hôm nay là mình sẽ đi tới cửa hàng của anh Johnny Đặng. Ông Hòn Kim Cương đúng không anh Vương? Đúng rồi. Bây giờ trước là bữa là mình đi tới thăm nhà ông. Đúng rồi. Hẹn tới chỗ Kim Cương. Ở đây là video gọi là mục đích chính là mình đi qua bên Mỹ, là qua bên Texas Houston này là để mua Kim Cương. Thì thử là mình mua anh Johnny Đặng là bán giá bao nhiêu. Rồi làm thiết kế này là tổng mức tiền bao nhiêu. Đây mình coi Johnny Đặng for 5 custom. Ok. Rồi thấy chúc mình nhau. Anh Viên đang cầm hộp cơm cho anh Johnny Đặng. Đây rồi. Chi tiết trong này. Lên trên gặp anh Johnny trước đi, xuống này coi. Giờ mình thi lên anh Johnny trước mà xuống đây coi. Coi thằng kim cương không luôn. Đó. Đó. Johnny nặng rồi. Tẻ quá bạn. Hình của ổng nè. Ca sĩ nổi tiếng không ạ? Ca sĩ nổi tiếng là viên về răng. Quá trời răng luôn. Rồi cho vài bữa có hình của mình trên này đi các bạn. Hình mình anh Vương ha, anh Vương lại bộ răng đi anh Vương. Để bộ răng đi. Đó. Hello anh. Nó lại như thế này, phải off nghỉ rồi, có nghe, có gì đó. Sao nào? Sao vậy? Cũng quay ok. Để hả? Hôm nay có professional camera, có miếng quá hả? Ôi, hôm qua là cái mặt còn đùi á. Chửi mình quá, lên hình không đẹp. Trên đây phải lên TV, được lên TV, phải mặc đồ đi ngon lành. Tay thấy hộp cơm qua, thấy khó lộ hộp cơm, ảnh nó cho quay. Thì muốn ảnh không có dễ cho quay không bạn? Muộn nỉ vậy nè. Không, thằng này cho ông bóc bà nội nó. Đây là gọi là viên lên cho thầy chở ăn hộp cơm xong mới xuống dưới nói chuyện là kim cương kim nội vậy anh. Chào mọi người nha, này nó có cái gì cũng có mà không có thời gian. Cái gì cũng có mà không có thời gian, khổ. Ăn trưa mấy giờ nữa không? Thấy Mỹ không? 5 giờ chiều mới ăn trưa. Việt Nam là đã ăn cà phê nè. Trời ăn sáng ơi. Nè, đúng không? Ở Việt Nam á. Ông Hoàng Kim Cương mà điện thoại mà nứt mẻ tụi mình la vậy. Vậy mới chịu chơi. Cái này không phải phone đi nhé, phone làm tiền. Phone mà bóng bóng á là để nhé. Đúng không? Cái đó đâu làm tiền được đâu. Tay đẹp nó nhăn như dấu mày à. Con tay với coi. Xem, đồng hồ bán nè mua không? Rồi coi thấy không? Gặp đại gia tới vụ bán thôi không làm gì hết đó. Trời ông quăng đồng hồ Rolex mà ông cầm bụp đâu có giữ gì đâu là biết nhiều lắm rồi. Mẹ Kim Cương thiệt luôn hả anh? Của factory á. Đó. Trời ơi đẹp vậy chứ. Masterpiece mà. Đẹp rồi. That different level man. Trời ơi. Đây các bạn. Bây giờ gặp ông Hoàng Kim Cương là phải quay mua Kim Cương nha các bạn. Ông Hoàng Kim Cương các bạn cũng ăn cơm hộp rồi thay điện thoại bể màn hình rồi này nọ kìa, đây review chi tiết lại xem. Ở nhà bạn đùi giúp lao uống hay lấy xì. Giúp lao nó mới ghê chứ, ba chỉ lấy gì ra. Ô nhà có mấy đôi giúp lao ngon không em? À. Yeah, tuyển từ Việt Nam qua luôn á. Anh nổi tiếng lắm, anh Johnny Đặng ở tại Mỹ. Không cần nổi, nổi giống Kha là nghĩ là giải nghệ rồi. Không cần nổi hơn. Là nó nổi mà nó không mập được luôn. Không được ăn nó thì mập. Phải không? Không. Dù trước mấy bạn ăn được đi ăn không, ăn được ngon, muốn ghê chứ. Đúng không? Đi ăn với Kha đâu có tốn tiền đồ ăn đâu. Đúng rồi, về nên đi ăn Kha ha. Ok anh luôn. Vậy bữa có dịp thì mình với anh Johnny Đặng ở Việt Nam đi xin việc luôn.
đang cho đi luôn. À, đang tính rồi đó, mình hành về nên chơi chuyến ha. À, rồi các bạn đó đón chờ với cái dịp mà collab với anh Johnny Đặng ở Việt Nam. Còn bên này qua chủ yếu mình để quay đi mua kim cương thử tình hình tiệm ảnh kinh doanh sao. Ở trên mạng kêu anh Johnny Đặng bán dữ lắm, bán không thòn, không ký, không rổ. Bây giờ qua thực tế thử là anh có nổ không? Ok không? Chứ mình để năng xong xử thử sơ không nổi gì. Nổi gì là băm sát luôn á. Ủa mà ở đây rapper mua anh nhiều không hả? À? Toàn rapper không à? Rapper mà người mà nổi tiếng nhất anh từng bán là tên gì? Nhiều đứa lắm. Thì Daddy, Rick Ross, Migo, The Babies recently, Travis Scott. Mấy người đó chắc vô biết đâu. Việt Nam mới dưới dạng biết. Snoop Dogg biết. Thế hả? Snoop Dogg có Snoop Dogg không? Snoop là lâu rồi. Snoop là có Snoop Dogg không? Mình deal với Snoop Dogg là mấy chục năm rồi. À, Snoop Dogg là chơi với anh luôn. Bữa có Tuấn Hưng qua đây. Thăng lắm. À, còn người Việt mà qua đây mua là ai anh? Người Việt có người Việt mua không? Tuấn Hưng, Thuận Ngọc Hà, có Minh Di là cũng bạn mình. À, là mua thường là người Việt mua cái gì? Thì mua chơi, Tuấn Hưng mua sợi dây diamond necklace, Cuban link, nhẫn, bộ răng. À, nhiều tiền quá, không biết làm thế xài chơi thôi, giống vui vậy. Chứ không biết vậy? Không biết có đeo không nữa. Có đeo Tuấn Hưng cái dây của mình thấy ổng đeo có 3-4 lần à. Giờ làm cho kho là ngày này kho cũng bị ai luôn á. Tiền của anh vô đi đặng rồi này nọ cộng dây luôn. Ngày nắng cũng đeo mà. Bữa sau là kho kia ở trần không mặc đồ nữa. Tại vì mình đeo đồ của vô đi đặng là mình không có mặc áo nữa. Chứ chúng đều mấy cái mấy ký á. À. Vậy thì ngày năm sau không mặc áo có sao không? Tại phải phải dây chuyền. Nó mặc tiền quá. Trời sợi dây con ký vàng vô. Đó. Chút nữa xuống coi tham quan cái hộp với ảnh anh bán hộp sao. Tình hình kinh doanh ảnh Covid này nó cũng không ảnh hưởng gì hết, thấy tụi gia đình vô quá trời. Nữa ảnh hưởng gì Covid còn lên nữa. Đó không, không tiền nhiều quá, chuyện làm không làm gì đó. À, rảnh hả, rảnh thì tiền. Đúng không? Tụi gia chẳng không thích mua của anh hả? Có chứ. Đó. Nhưng mà phần trăm ít. Hỏi tình hình của ảnh cho các bạn nắm tình hình cho bữa tối á. Ông có toàn đòi ống rượu uống bia không sao đâu có còn máu được. Bạn gì nhà nhậu mà đâu làm việc đâu đúng không? Nhậu sao rồi về tới 10 giờ sáng, hẹn 11 giờ mà 10 giờ sáng mới thích. Cho người ta hẹn 11 giờ mà ông có ngồi uống hoài xong về tới phàm của anh Vương là hết 12 giờ đêm. Mấy giờ? 10 giờ ông này, 10 giờ em 9 rưỡi. Thường thường thì mình đâu có làm thứ bảy đâu. Nhưng đây nó hẹn mấy khách cho em. Khách VIP bên này mấy thứ bảy đúng không? Thôi quá mình được ăn kén xíu rồi gặp anh vui đặng của thứ bảy các bạn. Diamond Boy. Raga. Lens man. What the hell you do all the way back there? There you go, that bling bling. Hey, the new one come out better, man. It takes time, you know that it can't be that fast. Are you doing a TV show? Hey, I put you on YouTube, man. I do YouTube show. Vui với em anh chưa chưa? Đoàn dưới nhà. À, dưới nhà hả? Trời ơi, người ta muốn gặp anh nhiều quá ha. Nó đeo cọng to, bự, ký mà phải do lên vậy. Mở hàng mà, đúng rồi. Mà chị bữa em phải học cái phong cách đó chứ. Mình đeo mình phải do lên gì chứ. Mẹ đeo mà mở ra gì chứ. Ai rồi, cọng lên đúng không? Cọng có nhỏ. Mà cái building này anh xây hả cũng hả? Anh mua hết năm rồi, xây lên. Có chừng đó là có bao nhiêu ta? 28 ngàn, phải biết một mẫu hả? Bill tổng cộng ra gần 4 triệu. Bỏ thêm được bill á. Còn nó còn cái xương không à. Cái này bill thêm nè, cái này bill thêm mà dưới này là cái tủ sắt. Cái tủ sắt mình nặng là bao nhiêu ra? 130.000 pound. 130.000 pound. Yeah. À là cái sắt đó hả? Cái tủ á, cái sắt. Ờ cái sắt là kim cương á. Để đựng, để bom. Là 500 kg đúng không? 1.350 là 500 kg. 500 kg ông nội, 50 tấn. 50 tấn. Dạ. Yeah. Ủa 50 tấn đó là. Nó nặng lắm. Cái cửa của nó không là 11.000 pound rồi. Rồi, ông phòng kim cương khác rồi. Dạ cái tủ sắt đang nằm dưới chân kim cương nên nằm dưới chân mình đây. Đang ngồi trên tủ kim cương rồi. Đây đấy hả? Ở dưới này là tủ kim cương. Mà mua nhiêu một cái tủ đó là bao nhiêu tiền? 150.000. 150.000. Ủa cái nó bill chứ không phải mua. Giống như mình đi bộ vô luôn được. À, nó như cái căn nhà luôn, 150.000 là tính cái nhà nhỏ nhỏ. Mà đây tủ sắt mà nó không bao giờ bị sợ mà nó cướp hoặc là đập vô được á. Ở đây có bảo vệ rồi, có súng này nọ nhiều không anh? Có không? Giữ cho có chứ. À đó hả? Cái này kia như là phải liên hệ với anh vô đi nặng trước mới vô đây thì cầm cái quay vô được cho phép biết. Cho quay. À đúng không? Chứ tại kim cương mình đang bảo mật trong này mà đúng không? À. Nguy hiểm biết nó quay vô làm gì, nó biết tình hình hoạt động rồi đúng không? Cái này mình có security thì kỹ. À. Tới camera.
đâu 105 cái camera trong tiệm. À 105 camera trong tiệm. Thôi kể quá trình cực khổ ngày xưa sao thành gì đấy anh. Kể gì mà cũng bằng người ta nghe, người ta sợ không dám vô ngành vàng. Thế vàng sao kể nghe ngày xưa xuất thân qua Mỹ làm nghề gì anh. Kể Việt Nam làm gì đi. À ở Việt Nam làm gì đi. Việt Nam hả? À chưa biết đi lụm cà phê không. Lụm cà phê là để làm gì. Thế chưa dân Việt Nam cũng biết lụm cà phê nữa. Có nghĩa là chưa qua cái giai đoạn khổ. À là sao. Cái giai đoạn của mình là ê, đi, mình là 30 thùng đúng không. À cái mà có vườn cà phê thì khi mà nhà nước mỗi lần họ thu hoạch á là họ đi hái mấy cành cà phê thôi. Nó hái thì nó không có rớt xuống, nó không có lụm lại. Nó làm xong nó gọi là xả lô, có nghĩa mày hái xong bằng chín bắt đầu xả lô của mình chạy vô đó mình lụm. Mình bới rác lụm cà phê giữ tiền sống mày. Là hồi xưa anh vô đặng là nó bên mua thuộc là anh làm cái nghề là đi móc cà phê lụm cà phê. Bao nhiêu tuổi đó là bao nhiêu tuổi anh khoảng chắc trong 10 tuổi quá. 10 tuổi đi móc cà phê. À, mình 10 tuổi là bắt đầu đi làm rồi, Việt Nam mà 10 tuổi là bắt đầu làm ăn ngon rồi. Đi câu cá, câu lương, lụm cà phê, đó là nghề chính. À. Đó, cứ đi học xong, đi học xong rồi đi học về là chạy thẳng vô đi lụm luôn. À, anh vô đi đặng năm 96. Mình 96. Anh vô đi đặng qua bên Mỹ năm 96 nha các bạn. Anh xong đó anh khởi nghiệp qua đây có cà phê đâu nữa mà lụm. Anh khởi nghiệp bằng nghề gì? Lụm kim cương hả? À, đi lụm kim cương. Ok cô. Nói chung là ban đầu mình qua á là mình đi làm ha. Đi làm nghề thì 6 tháng đầu tiên á là mình đi học nghề, nó gọi là học nghề. Nhưng Việt Nam mình có đi học nghề rồi, giống mình nói vui mình học ở Nha Trang á, nhưng mà khi qua đây mình học nghề á là mình phải Việt Nam mình phải trả tiền học nghề. Thì qua đây á ông cousin của mình á ảnh cho tiền mình. Học 6 tháng cho 500 men. Lần đầu tiên đó là tiền mà mình kiếm được đồng đầu tiên là 500. Mừng lắm men. Mới Việt Nam qua 96 là xong rồi. Nói chung Việt Nam đi làm thì chơi thôi chứ không có kiếm tiền thiệt. 500 đồng là bự không? 500 đồng không biết thời đó bao nhiêu mà đối với mình rất là lớn. Mà trong khi làm 6 tháng trời á. Nó thì ổng với ổng cứ men thì ổng luôn. men biết luôn. Tại sao men là sao anh? Men là... Tụi rapper hay nói hả? Không phải rapper nói nhưng mà giống như Việt Nam nói mày tao đúng không? Mày ra là con trai thì men là cái thằng nó quen giống con trai vậy. Thấy không? Thay vì cách xưng hô, Việt Nam xưng hô là mày tao bạn tôi mày vậy? Tao bạn tôi hoặc anh em. Còn Mỹ là man hay là you. Nhưng mà you ghê quá không, you mình chưa không có quen cái you không. What's up man, đi đen nữa. What's up man, vậy bữa đó em học anh nha, đi lên trường con. What's up man, what's up man, khỏe mày hả không đó sao, khỏe mày hả không chỉ rồi mà vậy mình đi về mình học mấy mình nói vậy mà cô ơi quýnh thứ bạn. Học 6 tháng xong bắt đầu mình ra mình biết cái nghề, bắt đầu mình đi làm cho cái trời thì làm cho trời nó trả là 35 đồng ngày. Ngày bắt đầu làm từ đó. Lúc ban nào lúc anh ở đây luôn, mình qua ở đây luôn. Tết sạch từ đầu luôn, Houston luôn. Khi mình làm cho cơ sở mình xong cái mình đi làm cho ảnh có hai cái tiệm ngoài chạy trời, thì anh để lại cho mình cái tiệm. Thì anh nói thôi giờ để giống như mình quản lý một cái đi. Thì anh bán gọi là bán lại cho một cái. Nhưng thật sự nói cái tiệm với chỉ có một cái chỗ thôi à. Mà đây vui cũng biết chắc không biết chạy trời đâu. Ở Việt Nam có chạy trời không ta? Rồi, có chợ đồ cũ á. Ồ có. Biết chợ trời là gì không? Gọi là chợ hợp, giống như chợ hợp đêm vậy đó. À. Tối người ta ra bày ngoài đường bán. À. Dạ. Ở đây chợ trời là vậy. À. Nó nằm ngoài trời, không có nằm, nó cứ mỗi người ra dọn khúc hàng bán. Dạ. Thứ bảy nhật bán xong nghỉ. À. Anh có gì bán đó thiên trời địa đó. À. Chứ không phải đồ chính thức. À. Nhưng mình bởi vì có nhiều người đi đông á thì mình ngồi mình sửa vàng được. Dạ. Đó sao mình mướn cái chỗ nhỏ nhỏ ngồi đó sửa. À. Đó gọi là mở tiệm chứ thực sự mướn cái chỗ mình bỏ hai cái bàn. À. Mới khen cái bảng gọi là TV Jury. À. Đó là sản hiệu luôn á, chữ TV Jury. TV Jury. À, đó là ban đầu á. Là sau làm lên tới là, à. Chứ, là làm sau đó rồi cái mà trời nó mở có 3 ngày à, 6 7 chủ nhật. À. Thì từ thứ 2 tới 6 mình đi làm. Đó giống mình nói cứ làm 35 đồng ngày cứ vậy mà làm lên. Rồi sau mình khi mà chờ 6 7 chủ nhật mình có hàng dư á làm không kịp á. Cái mình mang về mình mở cái garage. À. Mình làm trong cái garage của mình. À. That's it. Cứ làm từ từ build lên. Nghĩa là cứ nhưng là... hồi đó làm đâu có xài đâu, mới qua nữa nghiện. Thứ nhất là xài ít, thứ hai làm bao nhiêu tiền ham làm lắm, mình mới qua hăng làm. Chiều khi mình làm tới 17 giờ 17 18 8 tiếng là chuyện thường. Mỗi ngày á 15 đến 18 tiếng làm every day, làm nó ghiền. Rồi mình cứ lấy dồn vàng đó đó. Cái mình đi làm lấy lương, không lấy lương luôn. Ừ. Lấy lương đó đó, đắp qua vàng để mình bỏ vô, bắt đầu mình bỏ từ từ vô cho tủ. À. Tại tủ ban đầu đâu có con khỉ trong đó đâu, tủ trống mà. À,
chỉ có biển hiệu là lingerie gì đó, TV jewelry. Dạ anh chia sẻ bí quyết thành công cho giới trẻ làm gì mà từ bàn tay chặt đi lên thành công cho anh đi. Cái lý cái này quan trọng nè, để bạn nghe nè. Thực sự mình là một người làm Việt Nam qua ai mà tay chán làm 35 đồng ngày trở thành buổi. Thực sự cái bí quyết nhất của mình làm trong ngành thành công á là dĩ nhiên là work hard, là làm việc chăm chỉ, thật thà là bí quyết nhất của mình thành công. Là bởi vì sao? Tại khi mình có cái uy tín á, là mình có mình Mỹ nó credit ở đâu cũng vậy, thế giới ở đâu cũng vậy, credit có nghĩa mình làm ăn uy tín là thật thà, thì cái sự tin tưởng của khách hàng á nó đặt niềm tin cho mình nhiều. Mà khi mà nó tin rồi á thì nó sẽ giới thiệu, bởi vì không có quảng cáo nào á bằng cái cách quảng cáo chuyên miệng. Việt Nam đó là cái đó là cái thế. Ví dụ du làm vừa rồi vậy đó, mình du làm cái business ta tốt quá, người ta giới thiệu người khác. Chứ nhiều khi người ta mình cứ lên mạng mình quảng cáo, hoặc hồi bây giờ thì có mạng, ngày xưa làm gì có mạng, TV cái lên quảng cáo rầm rầm tốn tiền mà người ta không có tin được. Nhưng mà cái người xài rồi, cái người tiêu dùng á, người ta giới thiệu mình á, đó mới là thực chất là vấn đề tốt. Thì đối với mình, nếu muốn thành công, có nhiều đứa bây giờ crack không có tài, có nhiều đứa nhà giàu ha không thành công là bởi vì không làm việc chăm chỉ. Điều đó kênh có giàu có tiền không chăm chỉ, thì đó là cái điều mình nghĩ là cũng dễ thất bại. Nhưng có nhiều người học rất giỏi, làm rất giỏi nhưng mà không uy tín, có nghĩa mà tính chuyện lừa đảo hoặc là giật của người ta trước kìa, thì cái đó là cái nó kiếm được không thật thà. Nhưng mà khi mình Việt Nam mà nói mình trước mà má mình dạy mình hoài à, cũng gọi là một lần mắc tím là 10 lần mắc tiên, đúng không? Trong làm ăn mà anh mà mắc tím một cái á là nó tỏ ra 10 đứa biết là không? Thế vậy chứ build credit là khó, cái build lòng tin rất là khó, bởi vì cái xấu á nó truyền lẹ lắm. Còn trong cái tốt đó, nó phải từ từ, tại không con nào mình thằng nào ngồi nói đi nói dốc còn kêu chuyện xấu người ta nói không à. Ít người bị ngồi mà nó dốc mà lấy chuyện tốt người ta nói, đúng không? Thì rất là thực tế. Chứ anh mà nói chuyện mà không có scandal, không có nói chuyện xấu người ta không nào nghe đó. Anh mà ngồi nói dốc là phải vậy. Vì vậy tốt là mình phải xây từ từ. Vậy tất cả những đứa trẻ mình cứ có nhiều cuộc phỏng vấn, có nhiều người nói chuyện á, thì thực sự mình cũng chả tài giỏi gì. Cái làm công việc mình. Anh cũng giỏi, tỷ phú này là giỏi rồi anh. Nhưng mà nhờ cái thật thà như mình đó, mình build được cái niềm tin của khách hàng. Ban đầu là khách hàng thường trước, rồi sau đó những người hát nhạc rap. Bởi vì hát nhạc rap họ không vậy. Cái vấn đề có nhiều người đó, biết được đó, nó hát nhạc rap họ là nghệ sĩ, kiếm rất nhiều tiền. Ví dụ như mày biết du giàu, thì trong đầu cái những người buôn bán người ta nói ô này giàu mà nó có tiền mà chặt nó cao một chút không sao. Đó là cái sai. Cái sai lầm của buôn bán là vậy. Có nghĩa mình đừng cứ nghĩ người ta có tiền mà mình cố ăn chặt người ta cao. Bởi vì sao? Nếu người ta biết được một lần thôi, lần thứ hai người ta sẽ mất bỏ mình. Đó, thì đối với mình cũng vậy. Ban đầu mình deal với tụi hát nhạc rap đó, tất cả những người bán vàng khác á, nó charge gấp 2, gấp 3 lần. Là bởi vì nó biết là những người bán nhạc rap á kiếm rất nhiều tiền và rất dễ. Nhưng mình lại đi ngược lại. Mình vẫn làm rất là bình dân, giá rẻ nhất, tốt nhất, và mình check service họ tốt, thấy không? Thì nó thấy ô nó giống như nó đi nó mua nó, thằng nào cũng vậy. Nếu mà Vui mà chưa xài tiền với My á thì Vui đâu biết My bán rẻ không đó, đúng không? Thì My phải mua một lần hai lần, cái mua một lần thì hỏi người khác, cái giá thằng kia cao hơn mình nhiều, cái bắt đầu nó mới tin mình. Và khi mà nó tin mình rồi á là nó giới thiệu đó quan trọng đó, là bởi vì tiếng nói nó lớn, đúng không? Giống như tiếng nói Vui lớn mà giờ Vui giới thiệu cái nhà hàng này ngon thì nhiều người ta tin ngon. Nhưng mà phải giới thiệu thiệt nha, đừng có dở ồn nó vô nó trả tiền kêu ngon, đúng không? Đó là cái đó là cái thật thà đấy nha, hiểu không? Anh đừng có bị ồ thằng này nó nấu dở thì cái mình nó trả tiền kêu ta vô ta ăn tôi quất ngon, cái người ta kéo tới ăn dở cái bao là mình mắc thằng tim, đúng không? Đó là cái thật thà, thằng nào dở nó dở, ê mày làm không được nha cũng ok đó. Đó là bí quyết thực sự mình là người đó cái chính. But anyway, tóm lại giờ mình phải đi về xuống dưới cho coi vàng chút đi ha, tham quan công ty rồi xuống đây bạn. Giờ muốn coi jewelry trước hay là muốn coi ở đây thì tất cả những phòng trong công ty thôi, phòng ăn, phòng đồ phòng ăn, phòng đồ ảnh cái đó cái đi quá đẹp luôn đó, phòng ăn của anh trong nhà hàng. Để giới thiệu những người chưa biết tới mình ha, đây là mình Johnny Đặng Company, đây là tiệm showcase của mình. Thì tổng cộng tiệm này giống là 18.000 square feet, mình tổng cộng có khoảng 52 cái showcase.
cái này gọi là cái tủ trưng vàng, thì tất cả những vàng bạc với đây là cái đồng hồ. Vương có muốn mua gì vậy? Nhiều lắm, đây đủ loại đồng hồ. Rồi nói về đồ nữ này, đồ nam này, có nguyên thương hiệu của mình nữa. À hiểu anh đúng không hả? Đồng hồ luôn cũng ok, đồng hồ tùm lum luôn. Dạ, bán từ thương hiệu của mình. Đây là những chiếc vàng, giống như vàng này. Nè, bling bling. Ô sẽ giống y chang vậy, gọi là gì anh? Cuban link. Nhưng mà Cuban link của Việt Nam mình là làm đúc. Đúc. Còn này làm tay. Còn tay thì nó khác chút. À, là nó mắc hơn chút đúng không? Mắc hơn, ý anh nói là mắc hơn đúng không? Ồ, đây là tất cả về custom make. Giống như những cái mà người ta đặt. Đó, bộ đất mình qua đây là giới thiệu luôn. Yeah. Là mình muốn đặt anh vô đi đặng làm cái mặt cần kim cương có hộp chính giữa chú với giấy xu. À đúng rồi, kiểu thánh giá. Bây giờ làm cái thánh giá thì đẹp. À đây anh thua thánh giá này, bỏ hộp giữ cũng đẹp nè, thấy giờ đâu làm đâu. Dạ hả? Dạ lấy cái đó đó, cái đó là visual set đó. Nhưng mà nó kiểu nó thô quá. Thô hả? À đây là tất cả những gì chơi. Trời ơi, cái dây gì mà to với anh, thiệt vàng thiệt không? Gì hết á, tất cả vàng mà, cái đó khoảng gần ký. Cái dây lớn này ký vàng, cái dây vàng ký. Đồ mình đồ lớn, đồ bán ký không mà. Này bán giống bán trời trời vậy, đồ bán ký. Đồ mày bán bán cá vậy. Nó giá trong này không anh? Giá sao rồi anh bán giá gì? Hả? 21 ngàn đó hả? Để công nhỏ. Cái lớn á, cái lớn thì 20 ngàn. Cái này là vàng hết đúng không? Còn kim cương rồi. Cái vàng, kim cương. Này vàng kim cương, kim cương này nhỏ một chút. Thấy không? Nó rẻ. Đây là như vàng. Dây, ví dụ như mặt thì đang mua dây. À bán nhiều lắm. Ổ đóng vậy luôn hả? Bên này là gì? Đây sang quá vậy hả? Đây nhiều đồng hồ. Đồng hồ hả? Đồng là hồ như đồng hồ Rolex. À Rolex. Rolex. Trời ơi. Này bỏ vô tại này mình có list trong lên bỏ. À rồi, ok. Này giống như những cái đồ này nè. Thì đồng hồ này Rolex. Tại vì nhiều người Tây người ta cấp kiểu. À có cái kiểu mình làm nó cấp. Tất cả đây là một Rolex như vô á. À thì đi. Nói kiểu đó là anh elite không anh, như vậy sẽ mò cái đó lại mà biết anh này là làm đây là nó về đồng hồ em đồ mình lớn thôi. Cái này 200 ngàn, đây hả? 220 ngàn, cái này cũng 100 ngàn. Trăm ngàn. Đây là những cái đồng hồ mà nó ô, cái này là kim cương nó mịn đó anh, là sao nó gọi là Melly. Melly là hộp nhỏ. À. Kim cương thì nó có nhiều hộp đúng không? Sớm 1 ly, 2 ly, cái à. Có nhiều loại khác nhau. À mình nghĩ là làm cho đẹp, nó mẫu lên nhưng mà nó rẻ hơn đúng không? Nó rẻ hơn. À đó, vậy chẳng lại còn cái gì thì cũng được. Làm cái xíu được bao nhiêu? Răng. À. Đây là răng. Đây là anh cho đi làm chuyện về răng. Đi. Là mình đo cái hàm này vậy hết ta. Đang xuất hiện mất tiêu rồi anh. Mười chìa khóa này, mười chìa khóa cho nó coi cái này. Đeo thử vô mới hiểu được. À. Đó. Vàng nó nặng như thế nào, hộp sòn nhiều như thế nào. Bây giờ anh trực tiếp tay vô đây với anh đó, cho mình thử anh coi được. Nó tính ký cơ mà. Đâu thì thôi, không đi. Thấy không không? Được. 191 ngàn, cái này tổng cộng nhiêu ký đây? Cái này khoảng 1 ký vàng. Trời ơi, ký vàng. Ký vàng và khoảng 40 carat hộp sòn. Đi vô cổ anh, trời ơi, đeo ký vàng luôn các bạn. Cái này chỉ có bên Mỹ, anh vô đi đặng nó có thôi chứ. Việt Nam chứ. Nó chơi cái đó. Trời ơi. Thế khoa ngầu của mình chưa? Anh, bình thường là hay thấy là ngầu mình đó. Như cái răng con gì là sao? Là có hộp sòn, look. Có sòn hả? Đây. Nào. Đó. Cái răng mình là người sáng tạo ra cái này. À, là anh cho nên chuyên về cái răng. Chuyên về răng. Đây, quay qua đây, hướng qua đây, không đây anh. Đó, là chuyên về răng. Chí. Xong là sao đây? Anh đã kiểu này, anh đã kiểu, em tạo kiểu cái này là sao nhỉ? Đó. So we do. Thấy không, những cái này là những cái tất cả là even handsome the toy. Có hộp sòn. 30 carat. À khỏi sợ covid. Ủa là gì vậy? Là hand sanitizer mà. À thì mình làm mình custom make thêm. Khách hàng đặt những custom make như vậy á thì mình làm nó dạng hộp tắm. À nhỏ mà vàng thì nó thể dùng được. Nó làm nhiều lắm, nó gọi là custom. Trời ơi, gỡ nó thì anh chỗ nó nặng cái chỗ bạn. Trời ơi, nặng kinh đi. Mới đeo chút xíu rồi nặng rồi. Người ta đeo cả ngày. Tụi nó bơ lắm, tụi nó nói gì diễn MV thôi chứ anh. Trời ơi, cái cộng này đem này quýnh lộn như trên địch ở Việt Nam lột như quýnh lộn, cái này là lột vàng đây quýnh lộn. Ớ, cộng thiệt luôn á, cái cộng này là 200 mấy chục ngàn luôn hả anh? 200 ngàn. Trời ơi, là tính là 5 tỷ. Không biết tiền Việt Nam. Cái căn nhà ở Việt Nam cứ treo nguyên cái tiệm là chỉ giá nhiêu triệu anh? Nhiều lắm. Nhiều triệu lắm không? Nhiều triệu không đó. Không biết bao nhiêu tính, mỗi này học baguette thế này không? 100 carat học baguette. Trời ơi. Baguette là học sao? Emerald cut á. À. Này rất là đẹp. Này 298 ngàn. Trời ơi, đắt lắm. Đắt là tại vì cái hộp này á, cái giá trị nó cao hơn là hộp tròn. Nó cắt thì kiểu này 210 ngàn, cũng 5 tỷ. Hơn 5, 6 tỷ.
Trời của ơi. Mình được có cái lợi thế là mình làm nhiều, với lại mình có sẵn, hiểu không? Ví dụ khách hàng nó vô mua cỡ nào cũng có, nó mua mấy xì nhỏ khoảng 20-30 ngàn cũng có, 30-40 ngàn mình thấy không nhiều size khác nhau. Cho đến có nhiều cái nhỏ thì nó rẻ hơn. Bởi vì mình thấy không, mình lý do mình mua số nhiều hộp xoài là vậy đó, là bởi vì một cái dây như vậy nó tới cả mấy chục carat hộp. Thì mình làm 10 sợi dây là mắc hết cả mấy trăm ca rồi. Làm ra mình mua nhiều lắm mới lời. Cái hộp sao cậu, anh bán hộp không sao chỗ nào hả? Để anh bán gì nữa, cái hộp, cái lựa hộp để mình đặt mình làm thì là ở đâu? Cái đó để mình mang cái đó mình cắt thành tổ liền. Tổ liền đúng không hả? Ở trên tầng 2 là cái gì là đặt thôi sao? Đây là nhẫn. Nhẫn đã xích 5.000, 10.000 này nọ đó. Nó nhẫn này thì nó có nhiều size, đủ loại size khác nhau. Các bơ nó mua nó đeo này nọ đó anh. Nhiều khi mình custom make cũng được, nó mua sẵn như vậy thì nó đeo. Đây là phòng của mình. Welcome to my office. Right, có cái sân nha. Này giờ coi phòng của anh cho đi nặng. Đây là VIP riêng. Biết chữ này gọi là gì không? Là gì anh? Very impolite person. Biết. Ok, do đấy bạn chứ các con không biết cái review kỹ gì đó bạn. Thiệt luôn á. Tụi cái bên đây ảnh kìa. Rồi. Đó. Thôi không có kỹ luôn, cái phòng làm việc của ảnh là mình ngồi luôn. Mình có tổng cộng là 105 cái camera trong tất cả các điểm. Cái này là gì không? Cái này là đánh tiền. Đánh tiền luôn rồi, không phải đánh tiền trong phòng hả? Dĩ nhiên rồi, với tiền đến tay thì nghĩ sao đếm sao nổi. Trời ơi, cái là cầm tiền mặt cho nên đếm bỏ tay luôn. Tiền này, tiền mà nó xách giỏ vô đây không rồi đến tay. Uống whisky vậy không? Muốn gì chứ không? Uống ấm. Làm chút cho ấm đi hả? Tay coi, trong phòng bạn của anh. Trong phòng của anh, cái bo này có nhiều loại rượu khác nhau. Thì muốn uống rượu gì có rượu đó, có rượu đỏ, champagne. Rượu đào hiếm, chai này rượu đào hiếm. Hiếm thì mở tủ sắt rồi để. Mở tủ sắt. Đây là nhiều loại whisky, kỳ cùng nhé. Nghe mày có mấy chai Louis, mấy chai Louis hiếm đó mà nó uống hết sạch rồi. Chỉ là khách vô cái đồ uống rượu hiếm không đúng không? Đúng rồi, cái lớn và mấy chai giống như mấy này nè. Hết luôn rồi. Mày uống hết sạch luôn rồi. Cái chai này còn này anh. Chắc này Louis 13 này trời không giấu kìa đó, còn VIP kìa. Cái này là phải VIP lắm á. Cái này uống hết này còn hơn cơ. Tôi vi 13, mắc không anh chai này thường mắc không? 4.000 mấy à? 4.000 mấy hả? Dạ. Trời ơi, 100 triệu một chai cũng quá rồi. Đã sao này luôn uống hết. Uống chút đi ha. Thôi được rồi. Để mình uống hết luôn đi, kệ lỡ rồi mà. Thôi chứ đi quay gì đó, cái quay kia uống rượu cũng không được đâu. OVV uống rượu hả? Ok, đây là phòng của mình. Nếu các bạn có nhu cầu mà gọi là VIP service với mình á thì vô đây. Ok, bây giờ anh lại bị trong này đánh tiền chứ lại gì đâu đúng không? Đánh tiền thôi. Đánh tiền uống rượu. Đúng rồi. Kim cương là tổ khác nữa. Cái này là kim cương mình cắt bên trong thôi. Còn tất cả những cái này là... Tôi đã coi được cái phần chế tác không? Chế tác có, ở dưới. Tôi coi đây chứ, hình như là kim cương chứ. Thôi, coi kim cương đây xong cái coi phần chế tác. Đây chứ đi. Chế tác hả? Ok. Giờ đây mình đây là cái phòng mình đằng sau sản xuất như thế không? Đằng trước là có showroom thì đằng sau mình á là mình sẽ cái chỗ mình sản xuất. Mẻ quá ảnh hộn luôn rồi. Trời ơi quá trời lạnh luôn đừng quá. Nó mẻ thôi chứ là đẩy đẩy thôi. Cửa thọt rồi. Trời ơi 2-3 lớp còn mẻ luôn. Ngày nay thứ 7 người ta không làm nhiều. Trời ơi cái phòng cắt. Nhưng mà đây là cái phần phòng này sao? Anh đứng ở đây video nè. Phòng này là design đúng không? Đúng rồi, phòng này là phòng ban đầu nhất. Là ví dụ như muốn làm cái gì đó thì mình sẽ tạo cái mẫu mình tạo cái mẫu bằng cái chắc cái sát quán như vậy. Mình mới dùng cái này mình đúc ra, ví dụ cái nhẫn là thấy không? Mình phải tạo cái mẫu cho Yuko thì cái nhẫn này ok chưa, nó mềm nó có dùng bể. Cái là nó làm 3D hả? Nó làm giống vậy đó, ngồi làm như vậy thì mình có một nhóm nhân viên đây, nhóm ở Việt Nam mình có nguyên nhóm ở Việt Nam cũng làm văn phòng Việt Nam á, hay quá không, là cho mình phải tạo ra cái này rồi mới bỏ qua cái máy in cái này á, 100.000 cái, 100.000 cái, 100.000 cứ một lần cái khuôn 100.000 rồi một cái máy mà để làm cái này dạ cái này 100.000 rồi. Thì mà cái này cái lợi điểm của nó, ví dụ như làm một cái sau đấy muốn làm cái thứ hai, cái in cái lặp đi lặp lại giống cái máy in vậy đó. Master khuôn Chứ Việt Nam mình làm ví dụ một cái khuôn này á, làm xong cái nó hư luôn cái khuôn. Mình phải làm khuôn khác. Còn này mình vẽ một lần mình có thể làm 1.000 cái, 10.000 cái, no problem.
Ngon không? Giờ bên kia đi qua kia tham quan đi anh. Cho đi đặt. Đây các bạn cho coi giới thiệu nè. Anh cắt. Cái này mình có tổng cộng là 60 thợ đang ngồi đây. À. 6 thợ cắt kim cương đúng không ạ? Ngồi nhận hộp, đây là tất cả ngồi nhận hộp. Ở đây thứ 7 đang mới làm. Đây là phần máy móc. Còn móc, máy móc gì máy là máy gì? Máy nãy mình nói để nó in ra cái web á. Rồi cái gì đây? 100.000 cái á. Cái cục sắt này cục sắt này cũng 100.000 Lấy lại gì? Nó Mỹ thôi, cái gì cũng tiền tiền không à. Cái này nó lấy nó bắn nó bằng chi laser, nó gọi là laser. À. Trời ơi, như anh là chắc hiện đại nhất ở Mỹ à. Mình đi mét máy móc nhiều. Em đến về máy móc là nhiều, máy laser. À. Để hàng bằng laser. Anh giới thiệu chỗ cắt này là sao, anh giới thiệu sơ đi anh. Còn cái máy sử dụng chỗ này đi, cái bàn này là cái gì này? Ok, ví dụ bàn này người ta ngồi làm nguội thôi, giống như đúc ra người ta tới đây người ta ngồi làm nguội. Có nghĩa là làm nguội có nghĩa là làm mà cho nó sạch sẽ trước khi đưa qua bộ phận này. Bộ phận này nó ngồi nhận hộp. Nhận hộp thì nó phải qua cái microscope như vậy. Để nó phóng lớn lên. Cái microscope nó phóng lớn để nó mình thấy nó rõ. Cái máy đó nhiêu tiền ạ? Cái bộ này có mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn? Mười hai ngàn. Mười hai ngàn? Dạ, mười hai ngàn. Là trong này có 60 nhân viên ngồi làm hả? Nãy em nói gì? Xe lũ 60 nhân viên. Ồ, quay đó. Không á. À, dạy với mày luôn hả? Dạ. Phòng này cải, tính cả manager luôn. Phòng này. Phòng phở hả? Giám đốc sản xuất hả? Việt Nam gọi là giám đốc sản xuất. Nhưng mà ngày xưa là anh phở cắt được cái này luôn rồi đúng không? Làm hết. Tất cả những cái này là anh đưa tay đến làm được hết. Cái này là gì đây? Máy móc bây giờ mình dùng máy móc rất nhiều. Cái máy này nhiêu tiền hả? 75 ngàn. Rồi mua máy móc vào tôi không, cái viên cái tiệm này cũng mắc tiền quá hả? Còn dưới đây là gì anh? Là phong kim cương hả? Nguyên làm quát thôi. Làm những tạo hình, tạo mẫu. Ngồi làm quát. Trước khi đúc á, nó phải cắm lên những vàng này. Giống như lòng răng ha. Tiếp khi đúc mình phải làm cái sáp phải bỏ đây. Răng là đặc biệt phải làm tay. Trong là máy được. Tất cả những cái kết từ mét khác á, như vậy thì là máy, thì răng là phải làm tay. Tay rồi, nhìn rồi, cái bộ đặt lên đó là nó làm từng khoảng quẹt. Có thì bộ đúc. Cái này thì thủ công này Việt Nam mình cũng làm thủ công này. Đúc những cái nhỏ như vậy đúc tay. Còn cái lớn á thì đúc máy. Nghĩa là cái người nào kim họ ở Việt Nam là hiểu đúng mình thua, mình ngồi đại mình không hiểu đúng rồi. Ok, mấy lần mình về Việt Nam mình chỉ muốn vô coi những cái chỗ sản xuất á thì họ làm thủ công vậy không, thì đây cũng vậy đúng không? Nấm móng có nghĩa là khi xong rồi mình làm ngồi nấm móng ra phở ảnh cũng còn đứng ngồi không chứ hả lên sò Mỹ không á tiện đẹp mắt không hay là gì hồ bảo ra cái máy này là gì ổn anh thì máy clean á nước nó ly tâm đúng anh. Rồi đi lên coi kim cương đi. Đây là ra bàn hết, anh coi chỗ cùng sản xuất rồi đó. Má đặc biệt luôn. Cái sắt này em kêu 150.000 đô đâu? Để cho coi cái sắt 150.000 đô để kim cương. Giảm cho thẳng cuốn sắt luôn. Bởi vì là nghe từ cướp nó biết tới thẳng đường để nó cướp luôn. Cướp luôn. Nhưng mà nó đang vừa coi được bao nhiêu chặn ở ngoài kia. Đúng không? Tối nay có người canh không? Còn nhà người canh không? Alan. Tao biết rồi, nhà tôi biết rồi đó, tôi biết tốt, hai canh luôn đó. Thì chắc phải thoải mái luôn. Rồi đó, thoải mái luôn à. Nó kết nối với lại FBI rồi gì không ạ? Mới chứ. Rồi. Tôi sắc một cái nối với FBI luôn không? Hình thác luôn, hình thác luôn. Mỹ là FBI sắt viên bàn lớn, cướp lớn này đúng không? Đúng không? Đúng. Đó. Ôi cái máy hả? Máy. Đây là cái sắt lỏng rồi. Chi nha, chi bắt rồi. Cái sắt 500 tấn của anh cho đi nặng. Nặng lắm á. Đẩy đến cửa cánh cửa này thấy không? Trời ơi cái sắt lỏng à. Đây vô mà đóng vô là kẹt cho nó thở mở luôn á. Đó, lại là cái sắt của ảnh.
mở cái xác không mở ra giờ mở ra đúng không mở ra gì ha ôi cái xác có cái tường không tường nó dày không ôi ôi xác mà dày vậy đó nào đập cho bể nặng gì nó phải kê cục vô vậy anh đúng rồi ôi cái xác nó tại ông hoàng kim cương á tuyệt luôn á rồi cái này là khỏi sợ luôn khỏi sợ luôn rồi ok mình đâu cần người canh trong đó là cái gì mà làm kỹ quá vậy anh thì mình để vàng cái này thôi để vàng là cái kim cương tối về á tối về thì tất cả những vàng á mình đẩy vô đây bỏ vô đây à đóng lại tại vàng tối phải dọn vô à nghĩa là nhân viên cũng ai cũng mở được cái này mà đúng không đúng rồi vì là không quan trọng lắm cái chỗ nào mà mình ổng á hả cái chỗ nào mà phải có cái sắt này của ổng đi á đâu này cái này không có nào đập vô được á à. Cái này nó quá dày ủa cái này cũng thép cái chỗ này luôn hả thép luôn á hả à. Hai lớp này lớp đầu tiên của nó là dày như vậy à. Rồi lớp thứ hai mình đúc thêm 8 in nữa rồi mới chỗ mình ngồi nãy chỗ concrete chỗ ngồi hả chỗ này hay cao quá trời mà xuống đây còn chút xíu là biết là cao tới cỡ nào cái độ dày biết dày lên có camera một cái hai cái vượt hay vượt thấy cái mũi sắt nó nặng nặng hết chưa hết cái chưa có phải thay lại cái cổng kết nổ vậy cho con làm sao nghe không sao rồi có cái này lại gì anh áp suất nước thì giống cái phim chống chọi vậy hả nghe không nhìn rồi đây các bạn đây là mấy hộp qua qua mua hộp luôn mua nguyên hộp này mang Việt Nam to các bạn trời ơi mấy cái hộp đó mấy hộp to vậy cái đó là 12 carat 12 carat Oh, 13k cái nhẫn đây là tài sản của anh cho đi trời không ăn như rác không ơi trời 15k nhiều lắm thôi không cho coi nữa à, ok các bạn bây giờ mình đây tới mục đích chính là mình tới mình nhờ anh Johnny thiết kế design cho mình cái kiểu mặt dây chuyền thánh giá mình phải mang hết hộp sòn ra à. Cho đại ca này lựa một cái hộp đẹp nhất và tốt nhất nữa mà rẻ nhất nữa đây là qua đây mình muốn làm một cái mặt dây chuyền nó như vậy bạn có cái hộp kim cương nằm trên trung tâm đó nhờ anh Johnny Đặng tư vấn thì anh cái hộp trung tâm này là anh nắm là bao nhiêu cara là đẹp mình nghĩ tùy nhưng mà 2 carat thì trung bình 2 carat tại vì đối với mình làm cho Mỹ thì nó bự ha Việt Nam thì mình làm nhỏ thanh thôi thanh mình nghĩ là ví dụ như hộp đây nó có 2 carat ở giữa rồi bên góc này mỗi cái có thể 1 carat một carat hoặc là 70 poi là khoảng hơn nửa carat một chút nhưng mà nghĩ 2 carat center giống như hộp này nè để mình lấy cái này vài bữa trước anh Johnny sẽ giải thích cho bạn nghe về cái kiểu mà carat rồi nước đánh bóng này nọ hơn giúp cho khán giả hiểu anh nói nhanh thôi sao ta hiểu đó, ok thì cara Việt Nam mình á thì mình tính về ly chẳng hạn như 6 ly 3, 7 ly hoặc 2 cara này thì 8 ly 1, 8 ly 2 thì khoảng 2 cara nhưng mà các bạn biết rồi ở Việt Nam nó hình thức như vậy à giống như 1 cara ví dụ là 10.000 thì 2 cara không phải là 20 mà 2 cara có thể là 30.000 tại vì nó càng lớn á thì cái độ đắt tiền nó rất là càng cao thì ví dụ mình nghĩ đây là hộp 2 carat mà nước này là nước đi nước đi cũng nước rất là tốt mà hộp là GIA thì nó có nhiều loại lắm ví dụ như Việt Nam mình thì có certified riêng của mình đúng không Việt Nam mình có cái nó gọi là chứng chỉ của Việt Nam hả đâu cũng xài của GIA GIA hả đúng rồi nếu Việt Nam mình cao cấp những người cao cấp á những người mà chơi á thì mình dùng GIA bởi vì tại sao bởi vì cái sự tin tưởng của cái thằng định giá GIA là nó của bên nước nào anh tư vấn khán giả biết luôn GIA là một cái công ty độc lập thôi nó cũng là của Mỹ nó đứng ra nó định giá nhưng mà bởi vì cái sự định giá của nó rất là chính xác nó đâm ra nó làm tin tưởng của thế giới chứ chẳng hạn như cái thằng GIA nói đi VS mà đưa thằng khác á thằng khác ví dụ EGL đi nó đi VS thì quang GIA á thì nước nó lại nước thấp hơn một hoặc hai nước thấp hơn y hoặc là gì đúng không y hoặc là chi chỉ vậy PMC luôn đúng rồi có nhiều khi có nhiều cái định giá không đúng là hai nước thấp hơn đó là cái nguyên lý của Việt Nam mình gọi là certificate là gọi là chứng chỉ giấy khai sinh đúng rồi giấy khai sinh của kim cương đó các bạn nghĩa là do cái hộp này đã nói là của nước đi do GIA định giá nước cắt của nó là nó gọi là ok sau so, hộp sòn nó có đó là cái quan yếu tố quan trọng nhất của hộp sòn là có màu sắc và chất lượng có lại là color hoặc là quality ha color là anh giải thích là màu sắc á là D E F màu sắc thì nó bắt đầu từ D E, e F G S nó xuống còn thì quý vị có mấy thì lên mạng search Google thì sẽ ra biết này rành còn về chất lượng thì nó bắt đầu từ IF
IF nó dịch nó viết tắt của chữ là internal flawless, có nghĩa là không có vết dơ gì hết, không dơ. Rồi bắt đầu đến VVN, IF, VVS, VS, rồi SI, ai nó dậy xuống đó, thì cái định giá của mỗi thằng nó định giá nó tại sao nó cho là VVS, nó viết tắt thì very very small inclusion, nó giống như nó okay. nhỏ, nó bị dơ trong cái hồ. Viết tắt của từ tiếng Anh thôi đúng không? Còn cái này là cái gì? Cái này là nãy nói là nước tắt cái gì? Nước là nước đi. Nước đi. Nhưng mà rồi sau đó, đó là cái về về màu sắc, là quality ha. Thì khi nó làm nó có ba cái trình tự khác nhau, nó gọi là triple X, là industry, là polishing, là là ba là excellent đúng không? Cái ba ba X là excellent. Thôi em mượn cái hộp em cầm cái ngã coi em cất em chưa kịp coi em giấu rồi. Nay chị mượn cái ngay nè. Các bạn coi hộp gì trời ơi như hộp. Trời ơi lúc là ông Hòn Kim Cương hộp sọn ông cầm cũng văng đùng đùng rồi đây. Các bạn coi hộp này nhiêu tiền anh chứ đặt ạ. Cái này nãy mình nói bao nhiêu ta 19.000. 19.000. Dạ. Đó hộp này 19.000. Cái hộp không, chưa tính cái chưa tính cái mặt thanh giá của mình. Mình sẽ đổi luôn tại bên Mỹ á là đeo cái này ra rất là nguy hiểm, màu vàng người ta sẽ giật này nọ, mình đeo bằng cái này tao tưởng đâu là bị giả. Đồ giả rồi này nọ thôi. Thấy đeo Rolex về bị giả ông nội tôi á. Biết rồi nghe không? Dạ. Nên mình giả cũng không được nữa. 19.000 là tính tiền Việt là 450 triệu nha các bạn. Trời ơi. Đó, mình sẽ đặt hàng anh Tony là chỉ là cái hộp thôi. Nó cái này đầu tiên là pha tính mua hộp này nè. Đó. Cái này mới là đó, anh nói cái vụ mình làm cái hộp này biết à. Thì mình luôn hộp này tới 12, 12 ly đúng không? 12 đâu. Hộp này là 15 carat. 15 carat. Đó. Cái vừa qua mua hộp này nè. À. Này không nhiêu hết, rẻ. Rẻ. 15 carat. Nhiêu. Nhiều anh nhiều anh khoái rồi thấy không? Khoái rồi đó. Trời ơi, hộp ông quăng như hộp nhãn vậy ông ơi. Đây em lấy cái camera này, nó lấy con nè. Để cái camera này đi. Đó. Trời như hộp nhãn luôn à. Đó, 15 camera. Nói chung hộp này thì nó không phải là tốt nhất. Tại mình cái giá rất là cho tụi nít gà da đen nó chơi đúng không? Đúng rồi, cho cái văn gọi là bình văn. Bình văn. Bình văn thì nhưng chơi mà được. To đúng không? Thích chơi nó hộp thích. Nhãn không? Đúng rồi, hộp to bự. Mà nó không có đắt lắm. Nhiêu này nhiêu? 280. Trời ơi, 280.000. Mà thôi không đắt lắm. Chứ đúng ra cái hộp này mà ví dụ như nước đi đi ha. Nước đi dù GA, DVS có thể lên tới cả triệu á. Đúng rồi. Cả triệu. Cùng cái hộp thôi, các quý vị thấy không? Cùng một cái size như vậy. Mà nếu mà cái nước khác nhau á thì nó khác. Nhưng mình thì bán cho bình dân nhiều hơn. Đó, thì nó giá thành thế. Nó gọi là giá nhẹ nhẹ. Giá nhẹ nhẹ 5 tỷ, 6 tỷ nhẹ nhẹ đó. Nhẹ nhẹ thôi á. Nhẹ căn nhà trên tay của nhẹ nhẹ tưởng sợ thiệt luôn. Nhiều khi làm mấy cặp bông tai này, thấy làm bông tai không? Cái này là lại nguyên cặp này 10 bông tai đó nhất trời. Mình có này 24 carat. 24 carat. Nó cho 28 carat, 14 carat. 24 carat. Là 12 carat đúng không anh? 14 carat. 14 carat. 28 carat một cặp. Trời ơi, 28 carat một cặp. Oh, I'm sorry, 24 carat một cặp. 24 carat một cặp. 12 carat. 180.000. Một hộp ạ. Một hộp 180.000 là bông tai này, ai là các bạn gái này nọ mua cho nhanh mấy mấy ông nào mà có mày. Bạn gái thì nên không cho nên coi video này nhanh, mấy giờ nó đòi nó mua rồi thấy mẹ luôn. Cặp này là 360.000. 360.000. Cái gì vậy? 8 tỷ mấy? À cái 8 tỷ chứ nhiêu? Ở Việt Nam 8 tỷ mấy các bạn. Cái bảo đảm á, mấy vị mà mua này cho bạn gái hoặc vợ là bà xã thương quý vị cả cuộc đời. Cả cuộc đời. Tiếng Mỹ gọi là love you long times. À. Đấy. Khoa tính mua này nè, bằng gái khoa nha. Nhớ ha. Ảnh email với ảnh về, ảnh sẽ tiễn này về cho coi nè. Bảo đảm á. Nó mua này tính tiền. Không dám nói sợ về Việt Nam nó cướp á. Chứ mua hai hộp này về thôi là. Nó lấy đó mà. Giờ tao tính tiền sao? Thanh toán là thường là thanh toán đây là có máy đếm tiền trong kia tiền mặt. Rồi có cái gì nữa không? Thanh toán bằng qua cái gì anh? Chuyển khoản là tốt nhất. Chuyển khoản tốt nhất. Dạ, yeah, tiền mặt nhiều quá không có. Dạ. Còn gì nữa? Có credit card không? Credit card thì tụi mình ra lấy ở đây cái gì nữa? Credit card, chuyển khoản. Cà thẻ luôn hả? Ừ. Rồi cái máy cà thẻ luôn. Cà thẻ với credit card, cà thẻ với ấy thôi. Là ví dụ như 300.000 là cà thẻ nhân tháng 1 luôn. Dạ. Yeah. Từ Mỹ đến cà thẻ không mày? Cà thẻ. Dạ, thẻ. Thẻ có tính phí là nọ gì không? No, cái credit card thì ấy. Nhưng mà cái hoặc là nó wire transfer những số tiền lớn á, giống như mình mới làm cho Rick Ross cái 500.000 cái sợi dây á, thì họ chuyển tiền qua nhà băng. Thì nó có nhiều hình thức lắm, tại tiền mặt cũng được mà nó không có tốt về di chuyển. Thì di chuyển nó nhiều phải không? Giờ anh đã ước lượng hôm nguyên cái cộng với chuyện em nãy cái hộp nãy lại cái mặt thanh giá này thì có nhiêu tiền để biết khán giả biết được vậy mình đi đặt hàng anh Johnny các bạn.
qua đây không phải nói chơi, qua là làm thiệt. Nhưng mà thì đó, cái hộp đó nếu mà muốn dùng center cái này khoảng 18 ngàn thì cái kia, cái xung quanh đó cũng là baguette đẹp luôn hả? Không, là kiểu ai coi hộp giống như cái mẫu đúng không? Vừa có hộp baguette vừa rau. Rồi, nó mắc tiền luôn anh ơi. Chơi luôn đi, xịn mà. Thôi, anh dụ mình lại một đống này bạn, một hộp trung tâm, 4-5 hộp xung quanh, rồi hộp bà biết bà tốt hả? Nếu muốn làm hộp này luôn đẹp đó chắc khoảng 10 ngàn. Nhớ hả? Đẹp lắm. Làm nó cao lắm. 10 ngàn với lại 19 ngàn là 29 ngàn. Là 30 ngàn. Super good. Đó là top luôn á, còn muốn rẻ hơn thì mình làm hộp 1 carat. Hiểu không? Một... Nhỏ quá, nó giữa nó nhỏ quá. Nhưng muốn to mà phải to tiền. Nhưng mà hộp này bỏ vô rất là đẹp. Bởi vì thấy không? Nếu mà vô bỏ hộp đây á, mình hộp đây ở giữa này mình bỏ thêm nửa cara nữa. Là trở thành cái là thành 4 cara hộp lớn không rồi. Chưa kể những hộp nhỏ ha. Những hộp nhỏ này. Này mà cái này lạ lắm, bảo ẩm. Bảo ẩm vô làm này không biết Việt Nam có hay không. Thế mà ông mày bị giật ông như bị giật đồ không? Mình giật nó thôi, nó thằng nào dám giật mình. Thấy không? Nhưng mà làm mà xong rồi giờ hết tiền túng quẩn có bán dễ không? Bán lại. Nó lại anh lỗ 10%. Anh có không còn, anh không lại không? Thôi dĩ nhiên rồi. À lỗ 10% à, đúng không? Mình bị thường thường cái mountain lỗ quẩn á, đối với khách hàng của mình á thì họ lỗ 10-15%. Tùy cái sản xuất, còn những cái đồ mà custom made thì nhiều hơn. Giống như những mặt dây chuyền lớn lớn tại nó công nhiều. Thì khi dù biết ví dụ như bỏ vô làm cái công vô á thì khi mà thợ mình trả tiền công rồi. Đó. Rồi cái khi mà gia công lại thì mắc, tại khi mình không bán lại được á. Tại giống như custom made cái riêng thì chỉ có một người đó xài thôi. Thì chưa chắc mắc. Giống như dù mi làm như cái này ví dụ đơn giản thực tế nhất. Cái này thì nó lại không có phù hợp với khách của mình. Theo khách mình dùng lớn 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 không à. Nếu mình mua vô lại thì mình khó bán lại. Ủa nhưng mà nó phải to hơn cái này hay là nó cỡ này? Hơn chứ. To hơn chứ hả? To hơn chứ. Yeah. Mình đổi luôn cái cọng dây này luôn là thành... Cái này nhỏ mà. Đổi luôn cái này thành cọng thành dây bạch kim. Là dây trắng. Là tổng hết luôn cái cọng này là nhiêu? Cái bạch trắng đó mình không biết á. Muốn làm bạch kim không hay là muốn có hộp? Cái nào ạ? Cái dây nè. Cái dây này hả? Không, dây là bạch kim không thôi, bình thường thôi. Nó giống như nhìn giống như bạc hay là sắt thôi. Bạn inox thôi cho nhìn dạng. Bạch trắng hả? Để mình ra coi ngoài mình có nhiều loại, mình có loại muốn mua loại của Mỹ không? Giống như cái loại mình có là cái gì đó, cái dây Franco hoặc là Rode, nó gọi dây Rode. Cái style, cái style này sao Việt Nam. Muốn chơi sang luôn chơi Rode tới năm chỉ rồi. Okay. Nó lạ, nó cũng là vàng nhưng mà lại mình không có vàng 18, có vàng 14 không? À, ok cũng được. 14 là ngon rồi, này đeo. Có không mua lại không? Hả? Có thể mua lại không? Mua này hả? Mua chứ. Mua lại để nó dục cái này để bán giấy mang Việt Nam bán lời hơn. Dạ đúng rồi, nhà bán lời luôn hơn. Nhưng mà không biết để đâu cái sắt ở phòng trọ tồi tàn rồi. Tụi sinh viên nó lụm sáo đang ở phòng trọ tồi tàn nó nói. Thì sắt sang bộ tụi sắt mà mới ghê. Cái đó nó không lấy đâu rồi. Giờ sao giờ đặt hàng này nọ thì sao, có làm giấy tờ đặt hàng cái kiểu giờ vấn đề chính à? Thì đó thì mà vậy thôi, nếu quyết định tùy vô quyết định làm cái này. Nếu như muốn hai cái ra này thì tùy muốn đặt cọc thì đặt, không đặt mình làm sẵn rồi khỏi cần giấy tờ đâu, cần giấy tờ gì đâu, quen mà. Quen rồi, ghê không? Mình làm ăn ngon lành lắm, đặt làm xong mới trả tiền. À, thu mua lại là 10%. Cái hộp này thôi đúng không? Cái vỏ thì lỗ khoảng thường á thì cái này lỗ 10%. Cái vỏ khoảng 15%. Vỏ 15%. Cái vỏ nhiều công hơn. 10 ngàn là ta còn tác rỡ. Rồi. Còn cái hộp này là đang 19 ngàn, lỗ 10%, còn mất 1.900. À. Đúng không? Dữ dằn hả? À, chân chơi rồi. Nhưng cái hộp này, nhưng mà giấy của GAA đúng không? GAA. Cái hộp này thì không bao giờ sợ, cái này mình có thể thâu lại 5% cũng được. Nước gì anh quên rồi? Nước D đúng không? Đây. Ok. Đây đúng là rồi. Nước D, tại sao coi luôn, nãy quên, nãy giờ nói hoài không các bạn coi. Đây là của ảnh nè. Nước D F1 GAA. 3 chip AI của anh. À chip S là Excel lần, hết 3 lần Excel lần. Là tới khi em lấy hàng là có đầy đủ giấy chứng nhận này nọ, cái kiểu của anh rồi này ha. Dĩ nhiên rồi. Rồi làm thiết kế này nọ đúng không? À, có stem với đàng hoàng. Đó. Tụi tôi ta làm luôn cho cái certificate, nó gọi là NFT. À. Có biết về NFT không? Chắc không biết rồi. Dù biết về NFT không? Nó gọi là cái digital, cái hình mà về digital trên mạng á. À quên nhớ cho anh, cứ nó ở sau phải khắc chữ kho bút nha.
muốn khoan gì khác. Chứ con lên xuống xuống dưới này hay là dọc qua đây? Qua bớt, để ngang đi. Đó hả? Không, nó ngang quá. Ở dưới này, trên này in God we chết. Trời đó luôn hả? Trời này thì in God we chết là dưới. Nhưng chúng ta tiền gì đó. Ta thiết kế cho đi tặng rồi, ngồi đi tin quá. Rồi giờ ở giữa là muốn này là hai cara đúng không? Ừ. Cái hộp ra luôn á. À, gửi cho mình cái đi, gửi cho mình cái hình đó luôn đi. Cái này mình làm nửa cara. Bàn trắng phải không? Trời số này số Mỹ số Việt Nam nè. Số nào? Gửi qua được không? Được chứ. Qua được không? Bỏ số mình vô đây ha. Này. Rồi. Làm luôn rồi. Nè ơi 30 ngàn. 30 ngàn quên tính bao nhiêu tiền Việt trời. Có ai nhớ được 30 ngàn bao nhiêu tiền không trời? 700 triệu đi. 700 triệu các bạn. Má ơi cái mặt cái gì 700 triệu cộng thêm. Dân chơi mà sợ gì mưa thôi. Hả? Nguyên con chạy luôn rồi đúng không? Nguyên từ đây xuống đây mà đúng không? Hả? Cộng chạy xuống đây luôn rồi đúng không? No, cái đó riêng á. À cái mặt cái gì kìa thôi hả? À. Là 700 triệu. Cộng dây là nhiêu nữa? Cộng dây ví ra là coi cái dù muốn dày hay mỏng. Đó. Dày cho 2000 hàng mấy là đẹp. Rồi, ok. Nó phải dày cũng được. 3000 là bự. Dù thế ông thằng đâu bao nhiêu gram vàng đâu mà nó bán là 40 ngàn bạc. Tính là có 36 gram vàng với nhiêu. À. Vậy thôi còn cái hộp kim cương trăm không có giá nhiều hả? Giá gì như cái vu này tôi đưa cho một hộp thôi. Ok, không nói kim cương. Cái đó cái này cái giá nó bán là bán giá trị cái brand. À ok. Đó. À, còn mình là bán giá trị đây thiết kế cho đại những cái gì giùm này này. 1241 đây ha. Rồi xong một đống y chang thiết kế này đúng không? Đúng rồi. Gửi của anh chưa? Đại khái đi, qua rồi. À đúng không? Đó, để giờ bữa nữa còn cái video là đi tới nhận hàng của anh John đi đặng. Mẫu cái nhẫn thì dễ. Nhẫn thì ra cái nồi về cái mẫu sẵn luôn, cái hộp cái dễ. Có không? Có mẫu không? Cái này là cái mình tự làm ngoài con. Đó rất đeo tay đó. Chẳng bữa này là bằng 10, muốn phải làm 14. 14 thì được rẻ. Rẻ. Tại vì mình sẽ lựa cái dây cuối cùng nữa là để vô cái mặt dây chuyền. Rồi chốt đơn với anh Johnny Đặng bay hết 1 tỷ. Tỷ cái nhiều đâu. Nên ông này muốn gặp Johnny Đặng là mệt mỏi phải ăn tốn tiền lắm mới dễ đâu. Nó tưởng gặp nha. Tỷ cái nhiều đó. Coi kính này coi. Nào kính xanh coi sao. Cái dây này có thích dây nào không? Đây các bạn. Trời ơi, thay lại đi hết nóng dây gì lên nhìn giống như rapper chứ bộ. Ừ. Ủa, nhìn cũng sang không? Hả? Nó tóc dài dài rồi, không rapper rồi, kiểu rồi. Nhìn được không anh Lương Lương? Cầm nào? Chẳng thể. Đây cầm dưới nè, cầm này. Cầm dưới hả? Có đeo không? Cầm dưới. Cầm dưới đây mà. Cầm dưới thì đẹp hơn. Cầm đẹp. Cái đồ nó lại, cái rốt này về Việt Nam nó mới, nó gọi là Mỹ cái... Được. Ý. Nhưng mà mỗi lần gỡ ra có vô khó không? Không. Cái lúc thường đây thì cái nào cũng vậy, nó có lúc. Ôi ra khó không? Không kêu không, nghĩ là giật cái mẹ luôn, cái Sài Gòn nó giật anh. Nó giật trời ơi. Nó giật không biết đâu, chỉ đứt cổ thôi. Đâu, anh thiết kế gặp nhà cái khóa sao? Nó giật rồi đó, cái khóa nó như vậy nè. Mỗi khóa vậy, còn vậy nó biết tay vậy. Đó, đó, mình khóa nó buộc đâu. Hả? Đó là phải khóa làm như khóa này của em nè. Đứt cổ không? Khóa này khóa original, nội ý mà. Muốn khóa đó hả? Khóa này nè, nó mới không bị giật được. Ở Việt Nam nó phải dùng khóa này. À. Nè, khóa này cũng này là hai lần chốt nè, nó không giật được. Ok. Trời cái mặt này không là đã 700 triệu mà anh giật cái tùng cái mất cái mặt kim cương. Anh hiểu không? Đúng rồi. Đây mình làm khóa kia chưa? Đúng rồi, anh ở Việt Nam nó phải làm mấy khóa này giật không được. Đúng rồi. Tính. Ủa anh làm cái cổng này, thật sự cổng này không có nhiêu tiền hết các bạn. Chứ có mấy trăm triệu, nhưng cái mặt này hết 700 triệu. Má ơi, giật đúng rồi, nó giật cái 700, nó giật cái mặt uống. Ủa mặt cái uống. Mà đẹp lắm, cái mặt đeo này rất là đẹp. Nhưng mà anh phải làm cái khóa này. Tôi làm khóa đó chứ. Rồi. Mới gọi là hai cái set vlog nữa. Rồi, nghĩa là chốt bắt luôn từ cái mặt đánh giá đó. Cộng dây chuyền này nọ luôn là 29 ngàn. 29 ngàn đúng không, cộng dây chuyền này luôn ok ha. Chưa cộng dây chuyền ông nội, cộng này biết nhiêu không? Nhiêu. Này nó bán rẻ cho thầy. Rồi rẻ hả? Bán dưới vốn á. Dưới vốn hả? 2008. 2008. Hai là nhiêu? 2008. 2008. Đó là cộng lại là ba mấy ngàn. 29.800, 31.800, 31.800, 31.800. Rồi, rồi đưa cạc đây. Cái nào xong, cạc. Cái nào hả? Cạc thẻ này sao kìa được. Thẻ của Mỹ nha. Của Việt Nam. Việt Nam giờ được chứ, visa được mà. Được mà, passport luôn, visa đầy đủ.
Con bát bo nữa mới ghê chứ chồng có chơi Khoa Nguyễn hả? Vậy đâu thấy chữ bớt trong này đâu. Thế hả? Đáng lẽ bớt cái chữ này phải là bớt rồi lực lực cái chặt từ. À. Chơi là phải có chữ flawless game. Rồi mới chi cái khỏe lại không mà hở mới ông nội cho mày. Trời ơi mẹ ơi. Cái thỉ mày không quăng đùng đùng vậy trời. American Express, thấy đen không? Đây. Flawless gang bỏ phải đi ra cái cạc giống vậy. Ủa vậy hả? Là sao là phải custom lại hả anh? Custom made muốn chưa ta làm cho cả diện nè. Vậy hả? Cái vòng vàng 24 nữa. Federal Carago man. Là được luôn hả? Yeah. Là vẫn xài được luôn. Xài được chứ. Bỏ vô custom made. Việt Nam có cái cạc đầu tiên có tên hiệu mình. Qua bức. Dữ luôn. Ok anh. Giờ bây giờ hay là anh cà đặt cọc hay là cà sao? Muốn, muốn sao được, đặt cọc trước được. Dạ nè, đó, cà đây. Muốn đặt nhiều. Giờ coi cho bạn coi á, chuẩn bị cà thỉ cho anh Johnny đặng. Đây kỹ đi. Rồi, tên. Thôi 5 ngàn trước được không? Được không? Được không? Phải ký tên nhìn coi. Tên. Ký cho anh. Quay. Tên có được. Đánh đi. Bây giờ mình cần cái gì tại mình không tính thuế. Mình cần cái địa chỉ trên Cali. Rồi, cho cái địa chỉ của du trên Cali với copy cái passport. Cho địa chỉ của em đúng không? Phải ghi vô rồi các bạn. Đúng rồi. Phải làm gọi địa là chỗ giấy tờ đang quan. Đây không? Yeah. Có địa chỉ Cali không? Đó đúng rồi. Cái này bán hai mấy thôi, cũng rẻ. À, Santa. Tầm Monica ha. Tầm Barbara. Barbara ha. Có giúp cốt không? Có luôn anh. Rồi. Rồi, ký. Rồi, cho mượn bác bo luôn. Bác bo luôn hả? Bác bo luôn. Có mượn bác bo không vậy? Có hình nè, được không? Dạ, anh Quang lấy hình giùm gửi qua cho mình đi. À, gửi cho anh luôn ha. Đây các bạn phải quy trình không đồ của anh Johnny Đặng nữa các bạn. Đây làm thiệt nha các bạn, không làm giỡn không? Đúng rồi, phải đúng quy trình đàng hoàng, hợp pháp. Gọi là hợp pháp với nước Mỹ, thấy không? Đóng thuế đàng hoàng. Đóng thuế hợp pháp với nước Mỹ. Rồi gửi qua anh đây. Cái receipt muốn qua email không? Hay là muốn số phone? Email đi anh. Đây, bấm vô. À đây luôn hả? Rồi có receipt không? Bấm email không? Rồi. À, đây nè. Email, rồi nhập vô luôn. Tôi quay lết rồi đó. 21.821.000 chẳng. Rồi. Rồi. 21.000 chẳng là lẻ đó. Lẻ hả? À, thay vì 21.800 bớt thêm 800 nữa. Đúng không? 21.000 chẳng đúng không? Chia chết cho 5.000 ha. Để 5.000. À, là còn 16.000 chia chết 5.000. Đúng rồi. Thế tiền ngàn các bạn chết luôn á. Tính là ở Việt Nam làm giờ là mua được cộng với chiền rồi. Làm giờ à, mấy chục ngàn rồi. Mấy chục ngàn rồi trời. Mấy có 21.000 bạc sòn như chiền có 21.000 nha. Quan trọng là Johnny Đặng & Co đàng hoàng. Đây cho chia cái địa chỉ cái nè. Johnny Đặng & Co của mình là Nguyễn Anh Khoa, các bạn mình phải mua cái gọi là ông chữ ông như bác sĩ luôn, đọc không được luôn. Hơn bác sĩ luôn, để đọc cho nghe. Đọc đi. Custom make across high care center. Còn những cái chi tiết mình phải giống hình. Dạ đúng rồi. Cái mình không biết hết chi tiết rồi. Ok. Hình là để cho về 71 gram. Để mình để miêu tả cái hình lên dưới này nữa là để mình xác nhận trong cái video này đó. À, xin làm cái gì đó. Cái này là có một không ai Việt Nam nha. Dù mà muốn copy nó phải qua trả nó bản quyền. Nhớ sao có chữ này nọ nữa nha anh. Có chữ đúng không? In God We Trust nó mới ghê chứ. Kho búp này nọ nữa. À. Rồi. Nhớ cái chữ này nọ ghi rồi. Đẹp quá đẹp. Cái này du copy. Dạ. Này của em cầm đúng không? Cái này du receipt và du giữ. Này, này receipt mà mình giữ luôn bạn. Mua đàng hoàng của anh Johnny Đặng. Công ty giữ một copy. À, viết chữ mình là ngang bác sĩ. Nói chung là cảm ơn anh Johnny Đặng rất là nhiều. Qua video này là mình tham quan cái địa chỉ kinh doanh của ảnh, rồi mình đặt hàng mua hết bà mẹ anh Vũ mua hết cái tỷ bạc rồi các bạn. Tỷ bạc nhiều. Cái video mà nhận hàng này chắc ở hẹn lần sau ha. Hẹn lần sau. Ok. Thì thứ nhất là mình chào mọi người. Thank you Khoa. Ok. Cảm ơn anh. Thăm công ty Vương. Người bạn cũng mới cũng quen biết ở rất gần nhau. Rất gần bây giờ mới quen biết cùng sống luôn. Cùng sống luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ dừng ở đây nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ. Mình còn review thứ hai hấp dẫn ở video sau. Giờ kết thúc. Đi về chuẩn bị giờ Cali. Chào mọi người, nếu các bạn muốn theo dõi chương mình có kênh YouTube ha. À. Johnny Đặng TV, đó là kênh YouTube của mình. Instagram Johnny Đặng & Co, Facebook cũng vậy, Johnny Đặng & Co, đó là social media. Nếu các bạn muốn đặt hàng ha. Đặt hàng của Johnny Đặng & Company thông qua Khoa. Khoa là 10%.
Ram Boy. Vậy mà không giải cho em thiệt luôn á. Không này thiệt luôn á. Ok các bạn, bye bye. Không cho anh vô đây, nãy giờ nói qua đấu lại em lộn luôn, ông ghi cái tờ giấy nè các bạn. 34.800 vậy à. Ông sao có lộn 10.000 tới 2. Ông ghi gì có 21.000 à. Hên quá, hên gặp người thật thà. Tổng cộng là 31.800 mà mình ghi rằng có 21.800 mà. Trời ơi. Nhưng mà mình tính ra tiền Việt bảo là tiền tỷ, bảo ông ghi tiền đô nguyên có 17.000. Hay gì nói 1 tỷ đúng rồi, 1 tỷ đó, à. Tính ra 21.800. Cứ lại đi. Rồi chắc nãy tưởng là 10.000 deposit á. No, no, tổng số tiền á, 34.800. Đi lộ. Mình bớt trên cho. Mà có video rồi mà. Anh lấy anh 10.000 ăn có trôi đâu. Mà anh không có giao hàng đâu, mất 5.000 cũng thích mẹ em. Hợp lý anh vô đi. Rồi. Chỉ có 31.000, 34.000 nhiêu tiền á? 34.000 là 700 mấy chục triệu á. 700 mấy chục triệu. Cái thanh giá không ha? Cái thanh giá không á, vừa tự mua. Ok. Chữa lại rồi. Trời ơi, ơi các bạn. Rồi, ok. Giờ đi về cầm súng ống này nọ cái cảnh sát anh hay là gì? Đồ bảo vệ thôi. Dạ. Nguy hiểm quá, ông đâu phải vô đây dễ đâu hả? Đúng rồi, vô đây. Cho anh vô đây dẫn lên tầng 2. Gọi là bán đồ. Ở đây là mình chuyên bán những quần áo hoặc là giày, giày hiệu không mà giày tốt. Nói chung là đồ custom hay sao anh? Hay là sao ta? Nó cũng không phải là custom nhưng mà nó giống như nó hiếm, nó ra thị trường chẳng hạn như dần GZ đi ha. Thế thì ra thị trường nó không có hàng loạt. À, nó rất là hiếm, người ta giống vậy bạn hả? Đúng rồi, nó ra nó bán hết liền. Ừ. Cái người ta mua đi, người ta bán lại. Dạ đúng vậy luôn hả? Không nhận nó nhanh nhạy ghê á. Dạ, nó ra những đồ này ở ngoài thị trường giống như mình lên mạng không có. Có nghĩa là ví dụ giá của nó chính thức 200, mình bán 800, 700. Ừ, là bởi vì không có. Á ghê, nhanh nhạy ghê thì hèn gì hết hàng cũng là do anh đúng không? Đúng rồi. Hết hàng là do mình. Còn mấy ngày này sao thì sao? Thì cũng vậy, những gì này là những ngày thì mà những đồ collection nó hiếm, nó không phải. Tại vì nếu mà bán hàng loạt nó lên, nó mua online luôn rồi. Đẹp hơn mấy này đâu, nó đẹp hay gì em ngoài ra ngoài nay không thấy là do tích trữ. Cái đồ đẹp rồi. Này các bạn, nhìn xịn. Thấy áo không bình thường 200 mấy, 300 mấy cái áo không à. Còn áo bình thường có 100-200 cái gì đó. Nói chung nó đắt hơn. Ồ đẹp không? Vô tầm mấy giày đồ đẹp đẹp mà lụm vô đây bỏ đi hết luôn thì đấy. Rồi quần áo thì nói chung ở đây là cái lầu 2 hồi xưa mình nó bán nhiều đó. Tại vì cái khách hàng của mình nó liên quan với nhau ha, nó vừa có quần áo vừa hỏi có... Anh hỏi bút là ai là đây? Ồ nó bán cho bút luôn, khỏi bút nè. Dạ ai? Má là giống bút đó anh. Là tên của em đó. Trời ơi, ông bắt đầu lên tầm như này thiệt á. Tóc này đầy đủ ha, rộng này là mũ. Thì nếu nói chung là những cái đồ mà nó brand. Tiếng đủ bán thì cũng bán không cả. Nhưng mà cái đó là cũng cái này không phải giá bình thường đâu, thằng tụi thằng nó gọi là cái gì đó. Đắt lắm á. Dạ hả? Dạ, bộ đó đắt lắm. À. Đúng bể. Đúng bể. Đúng bể. Đúng bể. Thằng mày cái banh này sao? Banh thường thường người ta có 25-30 đồng, banh này 800 đồng. Sao nào? Tại sao? Tại của Travis Scott. Cái thằng này nặng này Travis Scott rất là nổi tiếng mà nó sản xuất này rất là limit. À. Nó để kiểu vậy. Giống như cái bơi đi, thấy không? Đâu có ai mua, nói mua cái bể bơi ngàn bạc. Ủa cái đó hả? Ờ cái phao á. Cái phao mà ngàn bạc. Ngàn bạc hả? Anh bán anh còn thấy nó vô lý đó mà đúng không? Đúng rồi, mình bán thấy vô lý đó. Thấy không? Cái suy nghĩ là cái gì? Ra biển mà bây giờ mình ra biển Nha Trang mà bơi lon ton lon ton ai đó ai nghĩ được. 2-3 triệu. À, 2-3 triệu trời. Đúng rồi, cái ra mua pha 15 và bơi cho chắc. Trời ơi. Cái thằng này cái sao? Thì thằng này hiểu được cũng Nhật, nó ra ít lắm. Nó rất là hiếm. Con nhỏ cũng xanh đồ hiếm rồi này. Đúng rồi. Rồi, ok các bạn. Rồi, hãy nhậu. Chào mọi người. Ok.